Thì đây là đường Nguyễn Thiện Chiếu giao với Nguyễn Văn Nguyễn. Đây căn nhà của chúng ta nè, hai lầu tầng trệt với một lầu trên có hai phòng ngủ với một cái sân thượng. Sân thượng thì có một cái sân thượng trước với một cái phía ngoài sau để phơi đồ. Còn phía trong nhà thì bây giờ chúng ta sẽ vô xem. Đây là đường Thích Thiện Chiếu giao với Nguyễn Văn Nguyễn. Đây. Đây chỗ này là sân thượng. Này tại lắm mấy làm trống để lại thì phải còn. Dạ. Đây chỗ phơi đồ. Ừ. À, đi xuống lầu 1. Một thì có hai phòng ngủ, đây một phòng, đây hai phòng. Đây nhà bếp với toilet. Ở đây đường Thích Thiện Chiếu với Nguyễn Văn Nguyễn. Nhà mới xây.